Kính chào chư vị đào hữu đến với tiểu điểm tính vòng tiên đạo kỳ truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện tiên giả tác giả vong ngữ chương 343 không thích hợp. Chư vị đang nghe truyện được dịch và đọc miễn phí bởi tạo hói audio. Hay đăng ký kênh vọng Ngộ hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Đã trễ như vậy rồi, người hành sắc vội vàng là có chuyện gì muốn nói sao? sai trưởng lão quay đầu nhìn về phía viên minh hỏi trong mắt viên minh hiện lên một tia tinh quang im lặng lui ra hai bước mới nói vạn bối vừa mới nhận thấy có một đám tù sĩ đang hướng tới nơi này trong đó có kết đàn sai trường lão gật gật đầu tựa như cũng không kinh ngạc nhưng vẫn là huy động pháp lực truyền âm khắp doanh địa có địch tập kích nhanh dậy đi phản ứng nhanh nhất tự nhiên là đám người bắc nhạn công tử dường như là vừa mới dứt lời thì bọn họ đã lao ra từ bên trong lều sắc mặt kinh nghi bất định đồng thời cũng dùng thần thức dò xét bốn phía thế nhưng rất nhanh bọn họ phát hiện xung quanh căn bản không có thân ảnh địch nhân nào nhất thời có chút nghi hoặc bọn họ thấy viên bình và xài trường lão đều đứng ở bên ngoài thì lập tức hỏi Sai tiền bối là địch tập kích ở đâu Còn mấy người tới tu vi như thế nào Sài trường lão giơ tay chỉ vào viên minh nói là hắn nhận ra đám người bắc nhận công tử càng thêm kinh ngạc tu sĩ họ cam thì càng bất mãn hư lạnh vài tiếng nói phụ cận nào có địch nhân gì không phải ngươi nằm mơ chứ viên minh lười so đó với gã bây giờ chỉ chỉ hoa trì nói là linh sùng của ta phát hiện ở phương hướng đồng bắc tổng cộng có 8 tu sĩ đang từ xa đến cầm đầu có tu vi kết đàn độn địa dám mời cho mặt ta sử dụng chiều này thật sự là không biết trời cao đất dày Tu sĩ họ cam cười lạnh một tiếng Tiếp theo gã lập tức cài tay bắt quyết Pháp lực cả người kích phát Giờ chân phải hung hăng rậm mạnh một cái Trong lúc nhất thời Một đạo hào quang thổ hoàng Từ dưới chân của gã khích toán ra Chỉ trong chốc lát đất tản ra ngoài doanh địa Viên minh lập tức cảm giác được Cát ở dưới chân trở nên cứng rắn hơn rất nhiều Mà bác nhạn công tử Thì thở vào nhẹ nhõm cười nói có cố thủ thuật của cam đạo hữu này những người đó lại muốn từ dưới đất chui tới sợ là phải chịu chút khổ sở. Tu sĩ họ cảm cười to, hê <laughs> hê, đương nhiên, bọn họ cũng không hỏi thăm ta là người thế nào, còn có thể để cho bọn họ chiếm được tiện nghi trên thủ pháp sao? Gã vừa mới nói xong thì sắc mặt lại đột nhiên cứng đờ. Tiếp theo, nghe một trận tiếng phá đất chợt vang lên. Ngoài danh địa, tám gã tu sĩ từ các phương hướng khác nhau chui ra, dẫm lên pháp khí bay lên giữa không trung, từ cao nhìn xuống lông người trong xuân địa. Trong bọn họ có hai tu sĩ đạp không đang đứng Rõ ràng là kết đàn Hai tu sĩ kết đàn kia Trong đó có một gã thanh niên Tuổi chừng 15-16 Bộ dáng anh Tuấn bất phàm Mặt mày lại tràn đầy vẻ kiêu ngạo Ba người kia thì tướng mạo giả nua Hai sợi tóc bạc rủ xuống Hai tay chắp sâu lưng Thân thể thẳng tắp Lùi ra phía sau nửa bước người thanh niên Tu sĩ thanh niên nhìn tu sĩ họ cam trong doanh địa khinh thường nói đây là cam thản nổi danh thổ pháp trong từ lối thành sao. Thật đúng là dưới danh trị hạ, cố thổ thuật này còn không dùng tốt bằng linh khuyển của ta nuôi. Nghe được tu sĩ thanh niên trào phúng, cam tu sĩ lửa giận công tâm, nhưng ngẩng đầu thấy hai kết đàn bọn họ đạp không đứng, nhất thời lại có cảm giác bị dội cho một gáo lức nảnh. Đừng nói lửa giận, thậm chí ngay cả phản bác cũng không dám nói. Về phần bác nhạn công tử và ngài cung phụng, càng là vẻ mặt kinh ngạc và sợ hãi, nhưng thế nào bọn họ cũng không nghĩ tới chỉ những thứ xa đạo này lại có hai gã tu sĩ kết tàn đầu lĩnh tu vi như thế mà kệ đi tới nơi đầu đều là thượng khách của các thế lực thậm chí có thể tự mình mở địa thành làm một thành chủ làm cái gì cũng thấu khoái hơn làm sao tặc chứ bọn họ những tu sĩ trúc cơ này chỉ có viên mình là vẫn chưa kinh hoàng ánh mắt ở trên người tu sĩ thành niên và lão già lướt qua một cái tâm luyện chuyển động tính toán đối sách cũng vào lúc này hắn bỗng nhiên lướt mắt nhìn xài trường lão đứng cách đó không xa đối mặt với hai tu sĩ cùng dài vây hãm người này tựa như là mơ hồ thở phào nhẹ nhõm không đúng viên mình liên tưởng đến đủ loại nghi vấn mình phát hiện trong lòng nghi ngờ dần dần nảy sinh ý định thoái lui ta là trường lão bạch đan phường xài cửu tiến lần này dẫn đội hành thương đưa đan dược cho xài nhiễm cốc ai vì đạo hữu dẫn người đến cướp của không sợ bị bản phường và xa nhiễm cốc liên thủ vây bắt giàu sài trường lão lớn tiếng trách cứ hê <laughs> hê trường lão cũng đừng kéo ra hồ của sa nhiễm cốc nữa chúng ta nếu đã dám tới cướp thương đội của các người tự nhiên đã sớm hỏi thăm rõ ràng rồi nói thật cho các người biết nếu không phải thương đội của bách đan phường các người thì ta còn lười quản đi cướp tu sĩ thanh niên cười to nói bách đan phường ta kinh doanh nhiều năm chú ý làm việc thiện cùng người Không biết từ khi nào đã đắc tội các hạ Lại bị các hạ ghi hận như thế Sai kiều tiến nhú mày Âm thanh vẫn không nhanh không chậm Bạch đan phường các người đắc tội ta nhiều chỗ lắm Về phần nguyên nhân sao Sai trường lão cũng nên đi hoàng tuyền lộ hỏi một chút Vì lão phường chủ kia của các người đó Tu sĩ thanh niên nói hey, Quả nhiên các người chính là phì vũ Thức đội lần trước lão nhan mang theo Cũng là bị các người cướp Tình quang trong mắt giả cửu tiến chợt lóe. <laughs> Hiện tại đã biết, đáng tiếc đã muộn rồi. Động thủ. Tu sĩ thanh niên cười lạnh một tiếng, lời còn chưa dứt thì đã hám bồn phun ra một cái. Một đạo tử mang trong khoảnh khắc bắn ra, đường theo một tiếng lôi đình trong khoảnh khắc sau lại biến mất không thấy. Mà xa cửu tiến đã sớm có chuẩn bị, bấy giờ giơ tay lên, đánh ra vòng ngọc trắng tình khiết đã sớm nắm trong lòng bàn tay trên đó có ánh sáng màu trắng sữa lóe lên tiếp theo bay đến đỉnh đầu hạ xuống một đạo quang cháo màu trắng nhạt bảo vệ thân thể của lão vào bên trong nước chảy không thông trong khoảnh khắc khi màn hào quang vừa mới hình thành tử mang biến mất đột nhiên xuất hiện trực tiếp đánh nhân vầng hào quang nhất thời bùng phát ra tử sắc quang bằng trói mắt hào quang đâm đến sài cửu tiến nhắm mắt lại cho khoảnh khắc mà chờ sau khi quang bàng tiêu tán sài cửu tiến mới phát hiện kỳ thật tử mang là một thanh tiểu kiếm quấn quanh điện quang tử sắc mà càng làm cho gã hoặc sợ mà nói chính là vừa rồi trên màn hào quang bảo vệ mình đã xuất hiện vết nứt điều này làm cho gã kinh hãi thất sắc phải biết rằng băng ngọc hoàn này chính là pháp bảo bản mệnh của gã đã tỉ mỉ thải ngén mặc dù thủ đoạn công pháp đơn giản chỉ có phòng ngự này nhưng cho dù là pháp bảo kết đan trung kỳ cũng khó có thể công phá mà tu sĩ thanh niên này rõ ràng là kết đan sư kỳ lại lấy đầu ra pháp bảo lợi hại như vậy chứ thấy tiểu kiếm từ điện của mình không có hiệu quả tu sĩ thanh niên tựa như cũng có chút kinh ngạc các nhìn chăm chằm ngọc hoàn của sa kiều tiến trong mắt thiện lên một tia tham lam ngay sau đó dưới ánh mắt ngạc nhiên của sa kiều tiến trong lòng tay trái của tu sĩ thanh niên hướng lên trên lăng không nâng một phương ngọc bích đại ấn trong khoảnh khắc xuất hiện trong lòng bàn tay nhìn trên đó linh quang vườn quanh uy lực tựa như so với tiểu kiếm từ điện có lợi hại hơn mặc dù sài kiều tiến là trưởng lão của bách đan phường nhưng thân gia không giàu có vì tinh luyện băng ngọc hoàn nên đã gần như tiêu sạch sẽ mà tu sĩ thanh niên này nhìn như là xa đạo mà pháp bảo trên người nhiều thì cũng thôi đi làm sao có thể một người lợi hại hơn một người đây bên này sài kiều tiến kinh nghi bất định bên kia đám người bắc nhận công tử cũng lầm vào khổ chiến đối thủ của bọn họ mặc dù cũng là tồn tại trung cơ hậu kỳ nhưng dường như mỗi người đều có thể xuất ra mấy kiện pháp khí thượng phẩm trong đó còn có hai người dùng pháp khí cực phẩm uống chi về nhân số cũng là đối phương chiếm ưu thế mấy người bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản muốn chật vật thì có bấy nhiêu chật vật ngoài lệ duy nhất chính là viên mình ăn lệ cho hoa chi quấn lấy một gã địch nhân sau đó lấy ra huyết đao chiến thành một đoàn cùng với gã tu sĩ cầm pháp khí cực phẩm hai người giao thủ ra các loại linh quang cuồng lắc tình hình chiến đấu nhìn nhất kịch liệt nhưng trên thực tế viên bình đã sớm dùng nguyễn thuật che đậy đối phương hoàn toàn chủ đạo hướng đi của chiến cuộc bấy giờ càng là nhất tâm nhị dụng vừa giao thủ vừa nhìn về phía chiến trường kết đàn khi tu sĩ thanh niên xuất ra kiện pháp bảo thứ hai hắn cũng hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh lực chú ý của hắn bị một chuyện khác hấp dẫn sau khi hiện thân lao giả kia một mực chắp tay sau lưng đứng ở phía sau tu sĩ thanh niên lúc này càng lại yên lặng nhìn tu sĩ thanh niên giao thủ cùng với giải cứu tiến không có chút ý tứ xuất thủ. Viên Minh nghi hoặc trong lòng, vụ trộm truyền góc nhìn sang hồn nhà đã sớm phóng ra, đề phòng bốn phía. Đã thấy lão già chắp tay phía sau, lại đặt một cái trận bàn, linh quang trên đó lóe lên, tựa như mắt thấy sắp hình thành. Thấy tình hình này, bây giờ viên Minh mới nhắc nhở. Cẩn thận, người kia đang thúc dục trận pháp. Lời này vừa nói ra, giải cửu tiến cả kinh trong lòng, lớp mắt nhìn lão già một cái, trong khoảnh khắc cũng có nghĩ thông suốt sắc mặt nhất thời có chút trắng bệch mà tu sĩ thanh niên nghe lời viên binh lại quay đầu nhìn hắn một cái trong ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc người rất nhạy cảm quách lão không cần giấu nữa lập tức phát động trận pháp vâng thiếu chủ tu sĩ kết đan được xưng là quách lão lúc này thu tay lại nâng trận bàn ở trước ngực tay trái nhanh chóng bắt quyết mạnh mẽ chỉ một cái hướng trận bàn ngay sau đó bốn phía doanh địa sáng lên vô số quang hoàng một đạo quang chó màu xanh biếc từ dưới đất dâng lên lại nhanh chóng khép lại trong khoảnh khắc muốn hoàn toàn bao vây doanh địa ở bên trong nhưng đúng lúc này xài cửu tiến trong lòng quét ngang vẻ mặt đau đớn lấy ra một tấm phủ văn viết phù văn không biết vỗ lên người một cái trong lúc nhất thời một đạo u lam quang mang bao bọc toàn thân xài cửu tiến lại tiếp theo ở trước hào quang khi trận pháp khép lại mang thầu áo hóa thành lưu quang bay ra ngoài thấy tình hình này tu sĩ thanh niên nhất thời sắc mặt trầm xuống mà quách lão ở bên cạnh gã thì vội vàng nói thiếu chủ thứ tội là ta nhất thời sợ sẩy bị người ta nhìn thấu cho phép ta lấy công chuộc tội bắt giải cửu tiến trở về lúc này tu sĩ thanh niên kia lắc đầu không vẫn là đồ vật quan trọng hơn xài lão cầu để ta đuổi theo người giết sạch những người nơi này đều cầm lại túi chữ vật bách đơn phường cho bọn họ giúp ta vừa dứt lời gã cũng lập tức thi triển pháp quyết hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo hướng xài trường lão chạy trốn quạch lão đưa mắt nhìn tu sĩ thanh tiên đi xa vẫn hận nhìn về phía viên mình bị nhốt trong trận pháp nếu không phải hắn kêu phá bản thân đang thúc giục trận pháp thì mình cũng không cần vội vàng như thế thậm chí để xài cửu tiến chạy ra ngoài là mất mặt ở trước mặt thiếu chủ vừa nghĩ đến đây sát ý trong lòng của lão hiện lên lúc này muốn tiến vào trận pháp tự tay chém giết viên mình nhưng không ngờ tới đúng lúc này viên mình trong trận pháp lại đột nhiên mở miệng nói với đám người bắc nhạn công tử lát nữa ta phá vỡ trận pháp các người cũng nghĩ chút biện pháp thoát thân cùng ta âm thanh bình tĩnh dị thường không thấy có chút uy hiếp hay là khẩn trương nào chương 344 sát tâm đám người bắc nhạn công tử đang bị đối thủ áp chế thấy khốn trận hình thành trong lòng lại càng là một mảnh tuyệt vọng mọi người đang tâm thần hỗn loạn nghe viên Bình nói như vậy thì đấu giống như bắt được một cọng rơm cứu bằng không quan tâm tự hỏi viên mình có thể thật sự phá vỡ trận pháp hay không ai nấy đều nói được mà ở bên ngoài trận pháp quách lão lại cười to hai tiếng nói <laughs> tiểu bối này thật sự là không biết trời cao đất dày trận pháp này chính là khốn trận ta tỉ mỉ nghiên cứu và không được ra không xong cho dù là tu sĩ kết đàn tới Cũng phải phí một phen chân tay Người cũng dám lớn tiếng không biết xấu hổ Nếu thật sự có thể làm được Ta sẽ ở trước mặt người ăn trận bàn này Viện mình tựa như cười Mà không phải cười nhìn quét lão một cái Nhẹ nhàng nói một câu Vậy thì tiền bối phải chuẩn bị một chút nước Cho trôi yết hầu Rất lời Huyết đào trong tay quán lật lên Một loạt đào quang chất động Huyết sắc đào ảnh tung hoành Tên tu sĩ trục cơ đối chiến kia lại đột nhiên hai mắt mơ màng đứng tại chỗ không nhúc nhích pháp khí trong tay cũng treo ở giữa không trung xoẹt một tiếng huyết quang chật lóe đầu của tu sĩ kia dễ dàng rơi xuống đất thân thể lại vẫn đứng ở tại chỗ mà hoa Chi cũng cùng một thời khắc đại phát thần uy thông qua từ hắc yêu đẳng vươn ra dưới lòng đất chặt chẽ trói chặt đối thủ cũng rót vào rất nhiều kịch độc làm cho nó mất đi năng lực chiến đấu sau đó thân hình của Hoa Chi nhoáng lên một cái Đứng về phía viên mình Dường như cùng lúc đó Viên mình vỗ túi trước vật Kim cương xuất hiện ở bên kia của viên mình Nụ cười trên mặt của quách lão còn chưa rút Trong trận pháp có hai gã tu sĩ Bên mình thất bại Và lại xuất hiện một con kim mau yêu viên Cao như một người Tươi cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Những người khác thấy vậy Thì thần sắc cũng khác nhau Lực chú ý đều tập trung vào viên mình Hoa Chi và Kim Cương bên cạnh thì ra là có yêu thú lợi hại Khó trách người có sức mạnh này Quạch lão rất lời Hám bộ phun ra một cái tiểu đình thanh đồng chơi không trung bay một vòng Chợt mở nên lớn hơn một trường Tiếp theo trên đỉnh đều khắc rất nhiều hoa văn Lần lượt sáng lên Với đoàn hòa cầu lớn nhỏ như đầu người Từ trong đỉnh chui ra Gào thét nhào tới viên minh và hoa chi kim cương Nhưng mà kim cương nhìn thấy cảnh tượng này Lại không có chút ý tứ né tránh Chỉ thấy nó mạnh mẽ bước ra một bước hai tay mở ra nam đấm to bằng cái nồi đánh một chùy vào ngực một tiếng nặng nề tựa như chuông kêu ngay sau đó vang lên nó nghiêng người thu tay lại phía sau quyền đặt ngang hông đồng thời hô hấp cũng trở nên hữu lực trong mũi thậm chí phun ra nhịp thở như sấm rền nội tạng cầm mãnh liệt nhảy lên như trống hoa cầu kim quang xuyên qua trận pháp trong khoảnh khắc đi tới trước mắt kim cương mà lúc này kim cương đột nhiên hít mạnh mọi người trong doanh đệ nhất thời cảm thấy như thể có một chỗ cuồng phong thổi qua đến mức cuốn bọn họ về phía kim cương ngay sau đó toàn bộ hữu quyền của kim cương đột nhiên đánh ra quyền kinh vô hình vô chất từ trong quyền nó vào trào ra mọi người chỉ cảm thấy bên tai yên tĩnh trong khoảnh khắc tiếp theo là một tiếng bạo vang hoa cầu tập kích nổ tung những ngọn lửa kia bị quyền kinh mang theo cuồng phong trả đạp trong khoảnh khắc biến mất thế đi của quyền kinh không giảm lại ở trong một nhịp thở tiếp theo đánh vào trận pháp hào quang lăng không xé ra một cái lỗ thùng, chỉ nghe một trận tiếng đổ vàng như lưu ly vỡ vụn hào quang của trận pháp sụp đổ mà quyền kinh kia lại không tiêu tán tiếp tục đi về phía trước một đường đánh đến quách lão bạch bộ thần quyền thấy tình hình này quách lão đại kinh thất sắc bối rối hô to một tiếng tiếp theo vội vàng bạo lui về phía sau nhanh chóng lùi ra ngoài trăm trượng mà kim cương đánh ra quyền kinh này hư ảnh tùy hình tốc độ còn nhanh hơn so với quách lão nhưng quyền kinh này mặc dù vô cùng hùng mãnh nhưng đến ngoài trăm trường thì uy lực lại giảm bớt rơi xuống ở trước mặt quách lão chỉ lưu lại một đạo gió nhẹ thổi qua hai má nhưng cho dù là như thế quách lão vẫn một bộ trong lòng còn sợ hãi nhìn biểu tình ở trên mặt thì tựa như là hồi tưởng lại ký ức tồi tệ mà trong trận pháp Viên mình từ đầu đến cuối, trên mặt đều mang theo vẻ mặt chấn định tự nhiên. Dường như đã sớm dự liệu uy lực một quyền này của Kim Cương, không có một chút dấu hiệu biểu hiện kinh ngạc. Nhưng trong khoảnh khắc Kim Cương đánh thùng trận pháp, hắn cũng lập tức thu hồi Kim Cương và Hoa Chi. Tiếp theo thả ra lôi vũ, xoay người nhảy lên trên, từ trong trận pháp và vỡ, thoát thần chạy nhanh về phía hướng Tây Nam. Trận tướng nhiệm vụ hộ tống lần này có bích đan phường thế nào viên minh cũng không rõ ràng lắm bấy giờ tình hình chuyển biến nhanh chóng tự nhiên cũng sẽ không xuất được bán mạng cho bách đan phường nhất là sài cửu tiến gặp phải phản ứng cổ quái của địch tập kích càng làm cho hắn cảm thấy lời hộ tống này tất có ẩn tình về phần tẩy đan linh dịch viên minh tự hỏi thủ đoạn đông đảo sau này biết rõ tung tích của hắn muốn đạt được thì cũng không phải là việc khó không cần phải vì một câu hứa hẹn không biết thật giả luyên lụy vào cái tranh chấp không cần thiết rước lấy phiền toái cho mình nhưng hắn muốn rời đi thì quách lão cũng không muốn từ bỏ Tê viên mình thừa dịp linh thú đi xa thì sắc mặt của lão đen lại liếc mắt nhìn những người khác trong trận thấy không thể mở ra được thủ hạ của mình tựa như còn có thể quân lấy những người này một đoạn thời gian nên quyết đoán lấy ra một tấm phù màu xanh vỗ lên người tay kia bấm niệm phao quyết một cái thân hình bay lên hóa thành một đạo độn quang đuổi theo viên mình xe Kiều tiến và tu sĩ thanh niên một đuổi một chạy trong khoảnh khắc bay ra ngoài trăm trường khoảng cách giữa hai người đã kéo gần tới ba mươi trường tu sĩ thanh niên trên đầu ngón tay lôi quang hiện lên một đạo tử sắc lôi điện bắn ra là một thanh tiểu kiếm tử điện tiểu kiếm tử sắc tốc độ kinh người chợt lóe vượt qua khoảng cách ba mươi trường đâm về phía Sài cửu tiến nhưng ngay lúc này chín thanh thủ hoàng phi đao từ mặt đất bắn ra tạo thành một đào võng bao lấy tiểu kiếm tử điện sau đó một loạt tiếng kim thiết vang lên tiểu kiếm từ điện bị đánh lui phi đao thổ hoàng cũng bị đánh bay tu sĩ thanh điền lắp bóc kinh hãi vội vàng gọi lại tiểu kiếm từ sắc xoay người muốn chạy trốn nhưng mà hư không phía sau dao động làm sao đạo thân đành hiện ra cầm đầu là một gã đại hán lừng gấu eo hổ tóc vàng tu vì đạt tới kết đàn trung kỳ nhàn từ tịnh và nhàn tư vận đứng ở trên một chiếc phi chu màu trắng lơ lửng ở phụ cận đại hán tóc vàng những người khác cũng đều là trúc cơ trung kỳ hậu kỳ tù vì không có ai yếu cả sai kiều tiến cũng phi trở về liên hợp cùng với đám người nhàn tư tịnh vây tu sĩ thành niên vào chính giữa hai đại cung phụ kết đàn có bách đan phường đều ở đây xem ra bách đan phường các người lần này là có chuẩn bị đến bố trí riêng để bắt được bổn thiếu sau khi tu sĩ thành niên bối rối thì lập tức khôi phục sự bình tĩnh cầu tặc người cướp thương nội của ta Hãy chết thúc thúc ta hôm nay bao ứng nhàn tư tỉnh quát khẽ một tiếng tế khởi một cái bút pháp khí màu đen muốn đánh ra đến cuối cùng các hạ là người nào Lâm lần bảy lượt dây dưa cô với bách đan phường ta nhàn tư vận tiếng ngăn cản muội muội lại hỏi Tù sĩ thành niên im lặng không nói đại hắn tóc vàng đột nhiên quát khẽ một tiếng một mặt cổ kính màu trắng xuất hiện ở trước người bắn ra một đạo tinh quang chói mắt đánh về phía hư không cách cơn bưởi trưởng một mảnh bạch sắc tinh quang bạo liệt thân ảnh của tu sĩ thanh niên hiện ra thân ảnh thanh niên mà mọi người vây xem giống như là bọt biển vỡ vụn là một tấm phù trận màu trắng trong suốt sau đó ầm một tiếng hoàn toàn tàn vỡ thế thân phù nhàn từ tịnh kinh hãi giàu nhau đại hắn tóc vàng thân hình như điện lần thứ hai ngăn ở phía trước tu sĩ thanh niên nếu đã hỏi nhưng không trả lời vậy hôm nay thì để mạng lại ở chỗ này đi nhàn tư vận thản nhiên nói sai cửu tiến và đại hán nghe vậy thì lập tức khống chế pháp bảo xuất thù văn ngọc hoàn nhoáng lên một cái hóa thành năm cái hoàn ảnh tựa như là hư ảo và chân thật hướng về phía thân thể tu sĩ thanh niên chín thành phi đào của đại hán thì tốc độ nhanh hơn mang theo đường đạo tàn ảnh đâm về phía chỗ yếu hại toàn thân của tu sĩ thanh niên nhàn từ tịnh tế khởi ra hắc sắc cửa bút cầm đầu bút bắn ra mấy trăm đạo sợi tư nhỏ màu đen tất cả đều đánh về phía tu sĩ thanh niên những tu sĩ trúc cơ khác bay tới tế khởi rất từng tiện pháp khí phô thiền cái địa cũng đều đồng loạt đánh về phía đối phương đáng chết tu sĩ thanh niên kinh độ đan sen vội vàng thúc giục tiểu kiếm từ điện cùng với đại ấn bích ngọc ngăn cản các loại quang mang liên tiếp xuất hiện sau phương chiến đấu thành một đoàn quạch lão tốc độ vượt xa lồi vũ nhưng có lẽ là vì kiêng kỵ sự tồn tại của kim cương nên vẫn luôn theo ở phía sau viên minh duy trì khoảng cách ít nhất trăm bước đồng thời thúc giục pháp bảo bắn ra từng quả hỏa cầu to bằng đầu người tới chỗ viên minh viên minh không chế lồi vũ chạy nhanh né tránh hỏa cầu quay đầu lại thấy quách lão đuổi theo không rời nhất thời trong lòng cũng nổi lên nộ hỏa nếu luận đơn đà độc đấu hắn cũng không sợ quách lão này chỉ là không muốn gây phiền toái kết quả đối phương lại không chịu từ bỏ như thế hắn vừa nghĩ mới nghĩ tới đây tâm thần vừa đồng trong tầng mây trên đỉnh đầu quách lão nhất thời có một con hồn nhã hiện ra mỏ chim mở ra một đạo hắc âm ba trực tiếp đánh vào chân người quách lão không hề được phòng bị quách lão bị nhà mình đánh trúng nhất thể cảm giác thức hài chấn động thân hồn run lên cả người ngắn ngủi trong váng một lát sau khi phục hồi tinh thần lại thì phát hiện mình còn đang đứng ở giữa không trung chỉ là viên mình vừa mới đuổi theo lại sớm biến mất không thấy thay vào đó là tu sĩ thanh niên đi đuổi giết sài cửu tiến lớp này tay trái và tay phải của tu sĩ thanh niên vội bền nắm một cỗ thi thể nhìn bộ dáng chính là xà cửu tiến và viên minh phế vật ta bảo ngươi giết những người đó tên bảo cười còn có thể để cho bọn họ chạy trốn nếu ta không đến kịp thời ngươi kết thúc thế nào đây tu sĩ tên niên quát lớn Hoạch lão nhất thời bối rối lập tức muốn tiến lên thiếu chủ thứ tội ta nhưng đúng lúc này đột nhiên từ bên hông của lão truyền đến một cỗ cảm giác màn mát trong khoảnh khắc vọt vào thức hải của lão giống như là có người tưới một gáo nước lạnh. Chẳng mấy chốc đã làm lão tỉnh lại. Cảnh tượng trước mắt của lão cũng theo đó mà nhìn trong biến mất. Thân ảnh của tụ sĩ thanh điển biến mất. Thay vào đó là viên mình đang đứng ở trên lưng của lôi vũ. Trong ánh mắt còn có vài phần kinh ngạc. Cùng lúc đó, một đạo huyết sắc quang đào cũng sững sờ bổ về phía thân thể. Khoảng cách chỉ còn có bảy tám trường. Quách lão sợ tới mức vãi cả đái. Lúc này tay phải gấp rút bắt quyết một cỗ pháp lực xích không hội tụ xuất hiện trong chớp mắt gương tụ ra một mặt thuẫn bài hỏa diễm ngăn cản huyết sắc đao quang vì vội vàng gương tụ ra pháp lực nên cường độ của hỏa diễm thuẫn bài không mạnh và chạm của vi huyết sắc quang đao thì lại bị đánh nát nhưng chính là thời điểm ngắn ngủi này cũng đủ để quách lão triệu hồi tiêu đình dùng pháp bảo để bảo vệ thân thể của mình rồi viên minh không muốn dùng hóa huyết đao và pháp bảo liều mạng hiện tại triệu hồi mà lúc này lực chú ý của quách lão cũng không ở trên người hóa huyết đào kia mà ngược lại gắt gao nhìn chằm chằm viên minh trong đó tràn đầy vẻ kiêng kỵ loại huyễn thuật đẳng cấp này người ấy là hồn tu chương 345 trăm bốn nhử viên minh nhướng mày không đáp lời hắn vốn đã động sát tầm với quách lão bây giờ nghe hắn điểm phá thân phận hồn tu của mình thì càng sẽ không bỏ qua cho lão viên minh cũng không đói nhảm lúc này tâm thần vừa động trong khoảnh khắc từ trong tức khải lại bay ra năm con hồn nha xoay canh trên đỉnh đầu của hắn quạch lão thấy vậy trong lòng bất chỉ bất ra có chút hối hận sớm đã biết đối phương là một gã hồn tu bản thân tự nhiên không cần đuổi theo như vậy dù sao với kinh nghiệm kết đan của lão biết có một số hồn tu bởi vì chuyên chú tu luyện thần hồn lực bề ngoài pháp lực tuy không mạnh thân thể cũng rất gầy yếu nhưng tạo nghệ về hồn tu lại có thể đạt tới có thể giết địch vô hình nhưng từ tình huống trước mắt mà phân tích hơn phân nửa đối phương chỉ là một gã trúc cơ hồn tu chỉ cần mình cẩn thận ứng đối hẳn là sẽ không đáng lo bấy giờ lão như lâm đại địch từ bên hông lấy ra một ngọc bội đặt ở trong lòng bàn tay thì pháp thuốc dục trong miệng tụ niệm pháp quyết tiếp theo là cắn mạnh trót lưỡi phun một ngụm tiên huyết lên ngọc bội trong khoảnh khắc ngọc bội hấp thù hết máu tươi tiếp theo tự động bay lên bay đến trên đỉnh đầu của quách lão tản mát ra ánh sáng màu lam nhạt trói mắt Quách lão bị ánh sáng này chiếu tới cảm thấy linh đài thanh minh, thân hồn tịnh lặng. Như thế có được lực lượng vô hình bao vây thức hải của lão, ngăn chặn tất cả ảnh hưởng từ bên ngoài. Nhưng viên mình thấy quách lão thi triển thủ đoạn, ánh mắt cũng hơi ngưng thủ, hồi lực trong thức hải kích động, sáu con hồn nhà lập tức dường cánh, từ trên xuống dưới tạo thành hàng ngũ. Ngay sau đó, trong ánh mắt của chúng nó bỗng nhiên lóe ra hồng quang, hồi lực bạo liệt từ trên người của chúng nó tuôn ra. Chẳng mấy chốc sâu chuỗi chúng lại với nhau, ở giữa không trung tạo thành một cái đồ án pháp trận. Mà ngay lúc tất cả hồn nhà kết nối hoàn thành, chúng nó đồng thời há môn thi triển nha minh, âm bà cũng không phải xuất phát từ trong miệng của chúng đó, mà là từ trung tâm pháp trận phun ra. Đạo hắc âm ba kia so với trước kia thì lớn hơn gấp mấy lần. Nhìn lại làm cho người ta có một loại cảm giác khắc vụ che trời. Đây là viên mình thông qua phân tích chiến trận chi đạo của Quy Nguyên Tông, tự mình nghiên cứu do hồn nhà trận, có thể căn cứ vào số lượng hồn nhà gia nhập trận pháp, làm cho uy lực của nhà mình được tăng trưởng gấp mấy lần so với bình thường. Nhưng mà quạch đạo có ngọc bội liên quang hộ thể, tự nhiên là đặc biệt tự tin. Thậm chí ở trên mặt còn hiện ra vài phần tươi cười và khinh thường. Nếu như người là tỉnh vù, ta còn sợ người ba phần. Đáng tiếc, người chỉ là một huyễn vù, hôm nay xem như rơi vào tay ta. Quả nhiên, hắc âm bà như sóng chiều vọt tới tiếp xúc với ngọc bội tản mắt ra lam quang sáng người rồi lại lập tức tán loạn thấy tình hình này nhất thời viên mình kinh hoàng thất thố mà quách lão thì lập tức thúc giục pháp bảo có vô số hòa cầu đầy trời hoàn toàn bao phủ viên mình và lôi vũ quách lão cười lớn buông lòng đề phòng bay lên tiếp lấy thi thể của viên mình bị đốt thành than không nghĩ tới lần này đi ra còn có vui mừng ngoài ý muốn. Tuy rằng chỉ là một huyễn tù, nhưng có công lao này, tông một nhất định sẽ... Lão còn chưa dứt lời, thì đột nhiên cảm thấy cổ đau xót. Tất cả chấp mặt chợt tiêu tán, chỉ còn lại một bàn tay nắm lấy đầu của lão, cùng với một chút ánh sáng từ kẽ ngón tay lọt xuống. Khoe mắt của lão hiện ra dư quang, còn mơ hồ nhìn thấy một cỗ thi thể không đầu, trên người y phục quen thuộc như vậy. Viên mình dùng hóa huyết đào chém đầu quét lão, thu hồi thi thể của lão đồng thời thừa dịp thân hồn chưa tan lập tức nắm lấy đầu thi triển thần thông siêu hồn rất nhanh quách lão hoàn toàn mất đi sinh cơ mà thần hồn của lão cũng tiêu tán trong thiên địa nhưng viên mình cũng thông qua trí nhớ của lão chiếm được một ít tình báo mong muốn để cho hắn kinh ngạc chính là quách lão cũng không phải là tán tu vô danh gì mà là một vị trưởng lão khách khanh của ngũ lôi tông khi còn trẻ lão từng bị một gã thể tu kết đàn đánh trọng thương thật vất vả lắm mới bảo trụ được tính mạng vì để tránh tai ương mới nương nhờ vào ngũ lôi tông bởi vì là người ngoài lão ở ngũ lôi tông cũng không có địa vị gì chỉ có thể dựa vào tu sĩ thanh niên bị tu sĩ thanh niên xưng là thiếu chủ cuối cùng đi theo tới hắc phong xa này vị thiếu chủ kia tên thật là vũ hoàng phụ tranh có việc làm ăn cửa hàng ngũ lôi tông trong hắc phong xa lén lút mời chào một nhóm trúc cơ tán tu mà khi phát hiện có cửa hàng đối thủ chiếm lấy sinh ý của mình sẽ để cho đám tán tu này ra tay ngụy trang thành sát tặc đi cướp bóc thương đội cửa hàng của đối thủ mà lần này vũ hoàng nhằm vào bách đan phường thứ nhất là bởi vì đan dược của bách đan phường cướp sinh ý của gã thứ hai là động một chút tâm tư đối với nhàn tư tỉnh muốn bức nàng vào tuyệt cảnh lại thu làm lô đỉnh bởi vậy gã cố ý mang theo quách lão dịch dùng đến tự mình xuất thủ cướp giết chính là vì đảm bảo sự tình vạn vô nhất thất về phần ngọc bội lão vừa mới dùng kỳ thật là pháp khí độc môn của ngũ lôi tông tên là thanh tâm bội là pháp khí chuyên môn dùng để trông đỡ hồn tu huyễn thuật pháp khí tương tự ở trong ngũ lôi tông rất phổ biến nhưng cụ thể thì quách lão cũng không phải rõ ràng lắm mà trong ngũ lôi tông sừng hồ đối với hồn tu cũng bất đồng cũng không phải là luyện khí trúc cơ thông thường mà là chia ra làm hồn vu huyễn vu và tỉnh vu về phần vì sao lại phân chia như vậy thì quách lão cũng không biết viên minh thu hồi đầu của quách lão suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy chuyện này kỳ lạ trong trí nhớ của quách lão vũ hoàng và bách đan phường cũng không phải là người một đường lần này cũng là thật sự đến cướp bóc thương đội nhưng vì sao sai cửu tiến kia lại giống như là tiên tri đã sớm đoán trước được bọn họ xuất hiện vừa nghĩ đến đây lúc này viên minh chuyển góc nhìn đặt lực chú ý lên phân hồn thứ nhất lúc Sa Cửu Tiến chạy trốn, Hàn cũng đã vụng trộm tả ra phân hồn thứ nhất, hóa thành hồn nhà trong suốt, theo sát Sa Cửu Tiến, để có thể làm rõ chân tướng nhiệm vụ hộ tống lần này. Nhưng mà khi Viên Minh thông qua phân hồn thứ nhất thấy rõ tình huống, thì lại lắp bắp kinh hãi. Trên Sa Hải, cuộc chiến đã đỉnh. Sa Cửu Tiến chắn đổ đầy mồ hôi, Không chế bác Ngọc Hoàn gật gào cuốn lấy Tiểu Kiếm Tử Điền ở bên cạnh của gã một gã trưởng lão kết đàn khác của bách đan phường ánh mắt hơi trầm xuống mười ngón tay xông lên hư không trước người đang rất gấp theo từ trận hoàng quang chất động chín thanh thủ hoàng phi đào huyện hóa ra hát thiên đao ảnh trực tiếp chém bay bích ngọc đại ấn rồi lại chém xuống hướng vũ hoàng mà lúc này dĩ nhiên vũ hoàng đã không còn vẻ cuồng vọng như lúc trước gã chật vật chạy trốn đồng thời sắc bén nội tẩm quát các người có biết ta là ai không dám giết ta ngay sau các người nhất định sẽ tiếng lưỡi dào sắc bén phá thể chợt vang lên lời nói của vũ hoàng bị tiếng kêu rên của mình cắt đứt rốt cuộc gã đã không duy trì được pháp lực kêu thảm thiết từ trên không trung ngã xuống cả người đầy máu nện mạnh vào mặt cát xương cốt toàn thân vỡ vụn máu tươi từ trong miệng vết thương tuôn ra rất nhanh nhuộm đỏ cả một vùng cát đúng lúc này hai gã tu sĩ cưỡi pháp khí hạ xuống đứng ở trước mặt vũ hoàng máu tươi làm mơ hồ tầm mắt của vũ hoàng dĩ nhiên làm gã không thấy rõ người đứng trước mặt mình là ai chỉ có thể dùng hết khí lực cuối cùng vươn tay về phía hai người kia đừng đừng giết ta ta là cầu tặc giết thúc thúc ta Đường theo một tiếng giống dần, nhàn tư vận giờ pháp khí mộc trượng của mình lên đầm xuống đầu của vũ hoàng máu tươi và óc vàng ra khắp nơi nhiễm bẩn váy dài của nhàn tư vận không chịu nổi ở bên cạnh của nàng nhàn tư tịnh vẫn cảm thấy khó hiểu lấy ra pháp khí trường kiếm chém mấy chục cái vào thi thể của vũ hoàng hoàng hồn buông xuống hoàng hồn đỏ thẫm nhuộm đỏ cả bầu trời trên đỉnh cồn cát đỏ nhàn tư vận và nhàn tư tịnh sống vài đứng ở đó gió nhẹ thổi tới váy dài bị máu tươi nhuộm đỏ chậm rãi phiêu đãng như thể lửa đốt mây trên bầu trời lại giống như hoa bên kia nở rộ dưới cồn cát các tù sĩ trục cờ khác của bách đan phương nhìn cảnh tượng này trong lòng ngũ vị tạp trần sa kiều tiến từ trên không trung hạ xuống thấy tình cảnh này tự nhiên là muốn nói cái gì đó nhưng do dự một lát cuối cùng chỉ là một tiếng thở dài mà một gã tù sĩ kết đàn thì đứng ở bên người tìm muội nhan tư vận nhìn thi thể của vũ hoàng ánh mắt sổ kín nhà lão cả người giết người đã chết anh linh của người cuối cùng cũng có thể yên nghỉ phụ mẫu tỉ muội nhàn tư vận mất sớm toàn bộ đều dựa vào thúc thúc nuôi dưỡng sau đó thành lập bách đan phường lại càng là được thúc thúc toàn lực trợ giúp do tỉ muội bọn họ phụ trách kinh doanh thúc thúc phụ trách buôn bán nhưng mà lần trước thương đội bị cướp thúc thúc kết đan lại ở chết ở dưới tay của vũ hoàng tỉ muội các nàng vì trả thù nên cố ý bày ra cục diện này mọi người cứ như vậy đứng thường tiếc bột rồi vẫn là nhàn tư vận lau nước mắt trước xoay người nói Trần trưởng lão, túi chứa vật của cầu tạc này người cất đi. Hiện tại chúng ta lập tức đi doanh địa. Bên kia còn có một kết đàn. Những tán tu được thuê tới không trông đỡ được bao lâu. Được xưng là trần trưởng lão, là tu sĩ kết đàn gật gật đầu. Đào muốn đưa tay đi nhặt túi chữ vật bên hông của thi thể vũ hoàng, thì lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía tây nam. Có người tới. Nghe nói vậy, thì mọi người khẩn trương hẳn lên. Nhưng rất nhanh, bọn họ nhìn thấy viên mình từ hướng tây nam tới cô không phải là địch nhân như kết đàn dự đoán mà là viên mình thừa dịp lôi vũ hắn thông qua đệ nhất phân hồn phát hiện ra vũ hoàng bị tu sĩ bách đan phường vây công sau đó thì lập tức chạy tới hắn đứng ở trên lưng của lôi vũ từ trên xuống dưới đánh giá nhàn tư vận một cái ánh mắt chuyển động nhìn về phía nhàn tư tỉnh mở miệng nói nhàn đạo hữu không phải nên giải thích gì cho ta sao nhàn tư tịnh vừa mới mở miệng thì không ngờ nhàn tư vận lại tiến lên một bước nói nếu viên đạo hữu đã thoát thần nói vậy một vị kết đàn xa đạo khác đã chết ở dưới tay ngươi viên mình cười lạnh một tiếng lật tay ném thi thể không đầu của quách lão ra ngoài tựa như là đạo hữu rất hiểu rõ ta sai cửu tiến và chân trường lão vốn có chút lời nói không tin nhan tư vận nhưng bây giờ nhìn thấy thi thể của quách lão nhất thời trợn mắt cứng lưỡi bộ dáng như gặp quỷ mà mặc dù nhàn tư tịnh từ chỗ tỳ tỳ nghe nói viên mình có thể vượt cấp chém giết kim đan, nhưng lúc này nhìn thấy chứng thực thì cũng là vạn phần kinh ngạc viên đạo hữu nói đùa chỉ là ta ở phương diện tình báo có chút thu thập cho nên biết thân phận khác của ngươi nhàn tư vận bỗng nhiên truyền âm cho viên mình chỉ là môi khẽ hở nói ra bà chữ minh nguyệt thần nhưng mà viên mình lại biến sắc <laughs> đạo hữu cũng đừng nói lung tung loại nồi đen này ta cũng không cõng nổi đâu Viên đạo hữu nói không phải, vậy thì không phải là tốt rồi, chỉ là hiện tại. Viên đạo hữu hẳn là có tâm tình hào hào tan gẫu cùng với ta chứ. Nhàn tư vận mỉm cười, viên mình không đáp, ánh mắt dừng ở trên thi thể vũ hoàng trên cồn cát, bỗng nhiên hỏi. Nếu đạo hữu nói mình thu thập không biết tình báo, vậy người có biết thân phận thật sự của hai tên kết đàn xa tạc này không? Nhàn tư vận nhíu mày, nghe viên mình nói vậy, thì trong lòng bỗng nhiên có một tia dự cảm không tốt kính xin đạo hữu giải thích nghi hoặc vũ hoàng của ngũ lôi các từ lôi thành không biết đạo hữu đã nghe nói chưa viên bình hỏi chương 346 phân chia thể tu nhàn tư vận nghe vậy lúc này giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh cả người sừng sốt một lúc lâu mới quyết đoán nói tuyệt đối không có khả năng vũ hoàng thân phận thế nào làm sao có thể đi làm xa tặc ở nữa dung mạo và trang phục cũng hoàn toàn khác Lời nói của nàng có vẻ quyết đoán Nhưng run rẩy khi nói chuyện Đã phơi bày những gì nàng nghĩ Nếu đạo hữu không tin Thì không bằng lật xem túi chữ vật của hắn một chút Nói không chừng sẽ có đồ để chứng minh thân phận Viên mình nhu nhốn vai Vẻ mặt không sao cả Mặc dù hắn xuất thủ phản sát quách lão Và tuy rằng người này là tu sĩ kết đàn Nhưng nói đến cùng Cũng chỉ là một khách hành không quá trọng yếu Hiện tại Vũ Hoàng làm chủ tử cũng chết từ nay về sau ngũ lôi tông có ai nhớ rõ quách lão đâu càng không cần phải nói đến tìm hắn gây phiền toái nhưng mà bách đan phường tự tay vây giết vũ hoàng cũng sẽ phiền toái lớn nhàn tư vận nghe viên bình nói thì càng người run rẩy trần trưởng lão ở bên cạnh cũng không cần nàng phân phó lập tức vươn tay túm lấy túi chữ vật lên lật xem một cái vẻ mặt sành mét lấy ra một tấm lệnh bài đại biểu thân phận trưởng lão ngũ lôi tông Nhàn Tư Tịnh ở bên cạnh nhìn thấy lệnh bài tiểu hô hấp cứng đờ, theo bản năng đưa tay bắt lấy cánh tay của Tỷ Tỷ. Mà mặc dù Nhàn Tư vẫn không dùng thần thức dò xét, nhưng thấy muội muội của mình phản ứng như thế, thì nhất thời tâm như chỗ tàn, trên mặt hiện ra vài phần cười khổ. Thấy nàng vậy, trên mặt của Viên mình cũng hiện lên vài phần đồng tình. Là người có thể trưởng quản việc làm ăn của ngũ lồi các ở khu vực Hắc Phong xa. Thân phận của Vũ Hoàng cũng không chỉ đơn giản là trưởng lão của Ngũ Lôi Tông, mà gã chính là tôn tử của nguyên anh sơ kỳ Ngũ Lôi Tông, trời sinh dị linh căn, có thể nói là từ chất chắc tuyệt, từ nhỏ đã được sùng gái, cơ hồ lấy hết toàn bộ tài nguyên của tông môn tiến hành bồi dưỡng. Tuy nói tông môn vì lịch lãm để cho gã tới hắc phong xa, nhưng cũng để cho gã quản lý cửa hàng buôn bán cực lớn. Có thể thấy được trình độ thụ sùng của gã lần này bách đan phường có thể giết chết vũ hoàng cũng thật là may mắn bởi vì lần trước cướp giết thương đội bách đan phường quá mức thuận lợi nên lúc này đây vũ hoàng đi ra vì để che mắt người khác cô không mang theo quá nhiều người cô không vận dụng quá nhiều pháp bảo phù lục bằng không lấy thân già của gã đối mặt ve gã tu sĩ kết đan không nói là chiến thắng nhưng tự bảo vệ mình thì vẫn là hoàn toàn không có vấn đề nhàn tư vận thì trầm mặc một lát rút cuộc phục hồi tinh thần hít sâu một đời tiếp theo lấy ra một cái túi chữ vật viên đạo hữu lần này chúng ta vì mai phục xa đảo Đến ngươi làm mồi nhờ thật sự là vạn phần cáo lỗi phần tẩy đàn linh dịch và đan dược này xem như buổi lễ của chúng ta kính xin ngươi ngàn vạn lần nhận lấy viên bình nghe vậy lôi vũ tiếp nhận túi chữ vật từ trong tay của nàng trong lòng biết túi chữ vật này vừa là buổi lễ vừa là phí lúc này gật gật đầu nói Hai vị nhan đạo hữu yên tâm Có buổi lễ này Việc này ta cũng không so đo nữa Cô coi như mình chưa bao giờ tham dự chuyện hôm nay Nhàn tư vận gật đầu Y nói Như vậy là tốt rồi Viên đạo hữu hỗ trợ chém giết gia tặc Ta cũng sẽ không tiết lộ cùng với người khác Vậy thì cáo từ Chưa vị bảo trọng Viên mình lừa đánh cười cười Kiểm tra đồ vật trong túi chữ vật một phen Tiếp theo cũng không nói nhảm Mà xoay người cùng với lỗi vũ rời đi Tì tì, cứ mặc kệ cho hắn rời đi sao, vạn nhất hắn nói chuyện hôm nay ra. Nhàn tư tịnh nhìn bóng lưng của viên minh rời đi, có chút muốn nói lại thôi. Đúng vậy, tuy rằng người này thực lực không kém, nhưng dù sao cũng chỉ có một mình. Xài trường lão và ta đồng thời ra tay, muốn lưu hắn lại hẳn là không phải việc khó. Trần trường lão và xài Cửu tiến nhìn nhau một cái, nói như vậy. Hắn dùng lực một người dễ dàng chém giết một tu sĩ kết đàn. Hôm nay lại dám một mình đến đây. Các người thật cho rằng có thể lưu lại hắn sao? Hắn là người thông minh, biết nên làm thế nào. Bách đan phường chúng ta cũng hy vọng có thể kết giao nhiều người như vậy. Tư tỉnh, ngày sau nếu hắn lại đến thì phải dùng lễ đãi xem như tu sĩ kết đàn. Nhàn tư vận nói, tì tì, ta hiểu rồi. Nhàn tư tịnh gật đầu, lần thứ hai ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xa, một chấm đen dần dần đi xa trong mắt thiện lên một tia phức tạp khó hiểu trên đường trở về từ lôi thành viên minh khoanh chân ngồi ở trên người lôi vũ cảm thụ rõ mát thổi vào mặt trong lòng cảm thấy sảng khoái chuyến đi này tuy rằng gặp rất nhiều trắc trở nhưng thu hoạch cũng không nhỏ mấu chốt nhất vẫn là trực tiếp từ trong tay đối phương chiếm được tây đan linh dịch nhưng quả thực tiết kiệm không ít phiền toái và thời gian còn thuận tay giết một tu sĩ kết đan Vừa nghĩ tới đây, anh lấy túi chứa vật của quách lão ra kiểm kê. Tân là trưởng lão khách khanh kết đàn của ngũ lôi tông, hơn à nữa làm thủ hạ của hũ vũ hoàng đã nhiều năm, thân gia của quách lão có chút giàu có. Trong túi không chỉ có mấy vạn linh thạch, mà các loại đan dược và linh tài cũng có số lượng không ít, rồi còn có một khối ngọc giản và không ít điển tịch. Còn mấy thứ này, cộng thêm với nhàn tư vận cho tẩy đan linh dịch và đan dược khác, Lần này viên minh có thể nói là kiếm được rất nhiều tiền. Đáng tiếc chính là pháp khí và pháp bào trên người của quách lão không nhiều, ngoại trừ kiện thanh đồng tiểu đình và thanh tâm bội, còn lại cũng chỉ có một kiện pháp khí linh hòa lão mặc ở trên thân. Viên minh thu hồi thi thể của quách lão, lấy giải xuống, vẫn chưa ném cho bọn người nhàn tư vận cùng với thi thể. Trên đôi giày này có khắc phù văn khinh thân và độn địa, là một kiện pháp khí cực phẩm phẩm tướng tương đối không tệ viên minh đặt tên nó là Thủ hành dày chuẩn bị ngày sau giao cho hứa triệt sử dụng để gia tăng hiệu suất làm việc trong ngọc giàn có quách lão viết công pháp chủ tu chính là một quyền công pháp hỏa thuộc tính tên là thôn hỏa công tuy rằng thoạt nhìn coi như không tệ cao nhất cũng có thể tu luyện tới kết đàn sư kỳ nhưng viên minh đã có bản hoàn chỉnh của kiểu nguyên quyết càng thêm tinh diệu tự nhiên không dùng được cho nên nhìn lướt qua không chú ý nữa mà trong những điển tịch kia viên bình lại ngoài muốn phát hiện ra một quyền có tên là hiến thể giảng bia và trang ở bên trong đều có chút nhằn nhú vừa nhìn đã biết là được thường xuyên lượt xem điển tịch này tựa như xuất phát từ tây vực nửa đầu đều là văn tự nhung nhân nửa sau là nội dung dịch bằng tiếng trung nguyên trong sách chi tiết đặc điểm của từng giai đoạn thể tu cũng liệt kê ra một số chiều thức sử dụng của thể tu ở các giai đoạn khác nhau Mặc dù không liên quan đến nội dung cụ thể tu luyện, nhưng làm sách nhập môn mà nói sẽ rất không tệ. Trong điển tịch nói, cấp bậc thể tu là lấy cường độ thân thể và gần cốt để tiến hành phân chia. Cảnh giới có lẽ giống như pháp tu, nhưng xương hô thì khác nhau. Từ dưới lên trên sắp xếp, chính là 5 cảnh giới: Thân thể đồng bì, Tiết cốt, Tiên thiên, Thông khiếu, Vạn tượng thể. Phân biệt đối ứng về 5 cảnh giới Pháp tu đó là luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh và phản hư. Trong đó thân thể đồng bì là thông qua hấp thu linh khí thiên địa, lặp đi lặp lại, rèn rũa, gần thịt da, khiến cho da rắn như tình thiết, đạt tới tạo nghệ có thể ngăn cản pháp thuật pháp khí. Thiền cốt thể thì chú trọng rèn luyện xương cốt, từ trong ra ngoài tiến thêm một bước tăng cường độ thân thể, để đạt tới cảnh giới có thể dễ dàng bóp nát pháp khí. Mà tiên thiên thể thì lại khác với hai thứ trước, tu hành không còn giới hạn ở việc mài rũa cơ bắp và xương cốt, mà là tập trung và vận dụng phương pháp thủ nạp. Mỗi một tu sĩ đạt tới tiên thiên thể đều sẽ có được một bộ thủ nạp độc quyền của mình. Mặc dù có người dùng cùng loại thủ nạp, thì trong quá trình tu luyện cũng sẽ dần dần xuất hiện sự khác biệt mà có không ít yêu thú lấy thân thể tu đến kết đàn. Kỳ thật từ ý nghĩa nào đó mà nói cũng được coi là phương pháp thủ nạp khác thổ nạp rèn luyện ở thể tu lục phủ ngũ tạng cũng sẽ làm trong cơ thể sinh ra nội thức khác biệt của với pháp tu có pháp lực thể tu có thể vận dụng nội thức thi triển một ít chiêu thức đặc thù cũng có thể lan nội thức ra khắp mọi nơi toàn thân để hình thành kim cương bất hoại có thể bằng vào thân thể chống đỡ đại lượng pháp bảo và pháp thuật có vi năng công kích thậm chí pháp khí pháp thuật tầm thường căn bản sẽ không thể nào đột phá được phòng ngự giai đoạn này thể tu có một ít chiêu số tương đối phổ biến như thổ khí thành tiễn cách sơn đảng ngưu bách bộ thần quyền vân vân đều có uy lực có thể so sánh với pháp bảo của pháp tu mà mấu chốt nhất chính là những chiêu thức này là có thể vận dụng bình thường đối với nội thức thậm chí không tính là độc môn chỉ cần hao phí rất nhiều linh thạch hoặc là linh tài là có thể rèn luyện hết chương 346 cảm ơn và hẹn gặp lại chữ vị